Thì RAM của dạ hiện tại thì GFT là 70. Cầu thủ này hồi trước Chelsea cho mượn Aston Villa, quốc tịch Anh. Anh là một sản phẩm của lò đào tạo Chelsea. Lương năm chiều cao 1m9, nặng 80 g, thế nhỏ, chân thuận trái 3 và 5. Có 3 sao kỹ thuật. Vị trí ST thì Abra nổi bật ở sức mạnh, tốc độ, khả năng đánh đầu, lực sút và dứt điểm, khả năng chọn vị trí sai, ra mức phản ứng tốt. Đây là một trong những tài năng sáng giá của Chelsea đang thi đấu ở Premier League dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard. Thì Abraham đã trở thành một trong những tiền đạo số 1 của The Blue. Tại ta để chiến thuật đơn của anh sau 3 và thủ 1. Mục tiêu là anh ấy tuyến phòng thủ, chặn bị động và chỉ. Giờ chúng ta sẽ test Abraham trong một trận đấu xếp hạng. Bóng đá Anh thì luôn sản sinh ra những tiền đạo rất nguy hiểm và xuất sắc. Gary Lineker, Michael Owen, Wayne Rooney, Harry Kane và giờ là Tony Abraham. Sở hữu một chiều cao ấn tượng lên tới 1m96. Vậy thể hình nhỏ trong in game này Abraham rất là cao. Bóng đá Anh cũng từng có một tiền đạo cao trên 2m2, đó là Peter Crouch, trong những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt. Bóng ở dưới bóng bước một Abraham là tốt, tốc độ tuyệt vời, rất khỏe. Và dứt điểm rất căng ở Abraham. Cùng với Mason Mount và Pulisic thì Abraham hợp thành một bộ ba tấn công rất mạnh của đội Chelsea. Ở mùa giải hiện tại thì Frank Lampard đang rất thành công với những tài năng trẻ của mình. Khi mà chính sách cấm chuyển nhượng đã khiến cho Chelsea bắt buộc phải sử dụng những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của mình. Và đó là cơ hội để cho những Mason Mount hay là Abraham Pulisic thể hiện. Với sự tỏa sáng của Abraham thì Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên thì trong trận đấu ngày hôm qua, họ đã để thua câu lạc bộ Man City và đánh mất vị trí thứ 3 vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Tuy nhiên những màn thể hiện rất xuất sắc của các tài năng trẻ của câu lạc bộ Chelsea thật sự là một nguồn động viên rất lớn cho viên Frank Lampard cũng như tỷ phú Abramovich xây dựng lại đế chế của mình. Chúng ta biết rằng Chelsea đã từng vô địch Ngoại hạng Anh, đã từng là nhà vô địch châu Âu, cả Champions League lẫn Europa League. Abraham được mệnh danh là một trong những tiểu Drogba. Ta còn nhớ về tiền đạo người bờ biển Nga Didier Drogba là một cầu thủ cao to và thi đấu rất xuất sắc. Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội bóng thành London. Abraham cũng sở hữu những tố chất của Didier Drogba. Anh có một thể hình to lớn, khả năng đánh đầu và dứt điểm tuyệt vời.
là tiền đạo tôi tin còn rất trẻ nhưng Abraham có khả năng chọn vị trí khi sử dụng Abraham thì chúng ta nên để anh dứt điểm ở chân thuận của mình. Abraham là một trong những mẫu tiền đạo toàn diện mà anh có thể dứt điểm tốt bằng chân và có thể chơi bóng bằng đầu cũng rất tốt. Với lợi thế về thể hình thì trong những pha 09 Abraham luôn là người chiến thắng trước những hậu vệ, trung vệ tô cao của đối phương. Năng tì đè của Abraham cũng là rất tốt, tốc độ tuyệt vời, năng phối hợp nhóm và đồng đội rất ấn tượng. Trong tương lai thì chắc chắn Abraham sẽ còn phát triển hơn nữa và sẽ mang tới cho hàng công của câu lạc bộ Chelsea một sức mạnh thật sự đáng nể, sẽ là một trong những nhân tố giúp Tiến Anh vươn tới những đỉnh cao trong tương lai. Mà trong rất nhiều năm qua thì đội tuyển của Anh chưa một lần lên đỉnh ở Euro hay là World Cup. Tuy nhiên hiện tại với lứa cầu thủ trẻ tài năng như Abraham thì Anh hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch Euro hay là World Cup. Trận xếp hạng sử dụng một cầu thủ trẻ, một điều bất lợi. Tuy nhiên ta hãy xem hơi bị handicap. Thế là Abraham di chuyển rất thông minh trận đấu của mình. Khả năng xoay trở của Abraham là rất tốt. Một tiền đạo mà toàn diện từ khả năng ghi bàn đánh đầu cho đến tốc độ vận tốc chuyền bóng phối hợp đồng đội nhóm nhỏ dê bóng dẫn dắt đè thì ta có thể chấm cho tiền đạo này mức điểm 9/10. Tiền đạo rất hay. Thế hệ những cầu thủ trẻ Chelsea. Tuy nhiên ở mùa giải hiện tại với bộ chỉ số dứt điểm tương đối thấp thì ta cũng không thể trông chờ vào những tình huống rất học hay là bàn thắng liên tục đến từ Abraham. Có thể thì các bạn